Hello, chúng mình quay trở lại với Trần Đạo Văn Tùng và đến với một giáo án của Faker. Cuối cùng chúng ta cũng đã có giáo án Huy trong tay của Harbert anh em ơi. Và cùng xem là ngày hôm nay thì giáo án Huy này của Faker sẽ có gì đặc biệt nha. Let's go. Ok, sau rất nhiều game đấu huy của Faker thì cuối cùng chúng ta cũng đã có giáo án rồi. Các bạn có lẽ cũng đang chờ cái giáo án này rất là lâu từ khi con huy này ra mắt. Ngày hôm nay sẽ là một giáo án huy đi mid đối đầu cùng với AZ anh em nhé. Boy One Charm AZ của máy chủ Hàn có tên là Arrowwood. Và ngọc tái tổ hợp sẽ là thiên thạch, giải mã năng lượng, tập trung tuyệt đối và thiêu dụi. Bảng phụ lấy cho mình một cái bánh bích quy cùng với thấu thị vũ trụ, tốc độ đánh, sát thương thêm và kháng phép. Để xem là đánh kèo cùng với AZ được nó có khó dành cho huy không anh em nhé. Cấp 1 đang có một pha QW check tầm nhìn cực kỳ xa. Ui, tầm xa phết nhở. Đứng từ đây mà W check được cả bụi ở khu vực bùa xanh đối phương anh em ạ. Còn Lee Sin thì đang lên khu đường trên. Jack nâng Q cấp 1, Lee Sin sóng âm trúng, quyết định vô hình cước vào. Ragaz sẽ nâng cái gì đây? Ragaz nâng E và đã dùng E rồi. Về được đến trụ rồi. Ray cũng quyết định rút lui rất nhanh khi thấy rằng đường chơi của mình đã an toàn. Và đây sẽ là một pha đánh xuống khu cánh dưới đến từ team của Faker, người đang đứng rất hớ hình, đó chính là vị trí của Closer. Từ nhà đến trường chắc chắn là chết mà thôi. Mạng dành cho ai đây? Mạng dành cho ai không quan trọng, quan trọng là hai carry ăn cùng với lợi thế sẽ là kinh nghiệm. Cái lượng kinh nghiệm này nó đủ để Faker có thể lên 2 sau một gây lính. Một pha cắm mắt rất tốt tới từ Destiny Fan. Đây là một Rakan đã cắm mắt ở cấp độ 1 rất là tốt để bắt bớ được vào Closer. Và với góc di chuyển ra đến từ 3 thành viên bên phía của team Faker thì có 2 spell với tốc biến hồi máu thì cũng chết thôi. Để lại một cái mắt ở khu vực sông dưới, sau đó thì về nhà tiếp tục đẩy tiếp. Và kỹ năng dùng để đẩy đường sẽ là gì đây? Một pha QW từ xa đến từ vị trí của Faker. Nó trúng vào Azir phía bên kia và có thiên thạch. Tất nhiên là không có CC cứng thì QW nó cũng không phải là một kỹ năng có quá nhiều sát thương. Những cái tầm hoạt động của nó có lẽ là một lợi thế khá là lớn. Đường trên Jack nâng Q cấp 1 đi kiếm Ragaz rồi. Azir cũng đang nỗ lực đẩy đường với mưa kiếm. Tiếp tục là QW cấu rỉa từ xa đến từ Faker. Chưa trượt một cái pha QW nào ở tình huống khởi đầu và có level 2 sau một tân lính. Quyết định đến từ Faker sẽ là một tiếng lao lên búp đúp E nhưng mà QQ trượt rồi. Bị Azir xỉa lại với những đòn đánh tay và những con lính cát cũng là tương đối đau. Mỗi bên đều mất bình đầu tiên rồi. Sau đó thì về tiếp tục đánh tay farm tiếp. Tiếp tục là một pha lao lên với QQ đến từ Faker. Lại có đúp rồi này. Sẽ là một pha đánh tay với kỹ năng W. Đối phương cũng trả đòn bằng những con lính cát căng nha. Đây là một pha QE đẩy luôn đợt lính này rồi. Cái combo đẩy đường của con Huy này nó sẽ là QE và đúp E anh em nhé. EE này, EE QQ này. Ok. Và sau đó thì đúp E đánh tay. Đúp E đánh tay nó vừa đẩy đường khỏe mà nó lại vừa hồi mana nữa. Đường dưới làm tiếng 2 đánh 2 nơi mà Lucian cùng với Luck đã đổi mạng với nhau. Sau đó là một pha solo giữa Sivir cùng với Rakan. Rakan đánh tay nhầm vào mắt và sau đó thì nằm xuống với cú double kill dành cho Sivir. Còn đứng giữa Azir đánh một hồi thấy hết máu đi về rồi. Faker đúp E cố gắng đẩy đường nhưng mà EE thì hơi fail. Sau đó tiếp tục là QQ. Reset được một đợt đính khá là to với 19 CS. Azir dịch chuyển trở lại farm an toàn thôi. Đường trên thì Ragaz đã mất đi rất nhiều chỉ số farm đầu trận, chỉ có 6 CS mà thôi. Với vòng rừng từ trên xuống tới từ Grave thì Jack đang tự tin đứng lại proxy tân lính tiếp theo trước khi rút lui. Faker về nhà TP trở lại ha. Hai rừng sẽ chạm mặt ở tại khu vực sông dưới và cần đến sự hỗ trợ của Faker để giúp Lee Sin có thể kiểm soát được cua. Gray bắt đầu vào ram cua và Faker sẽ di chuyển ra trước so với Azir với góc đứng hiện tại. Và thậm chí là Rakan cũng như Lucian cũng có thể di chuyển ra chung với đồng đội của mình. Sóng âm đã dính đến từ Lee Sin ở cấp độ 4 và sau đó là một pha vô hình cước la vào hộ thể ngược trở ra. Ray vẫn đang rất trì đứng lại sát tường và Ray sẽ phải tốc biến đi với một chấm máu, tốc biến theo với đòn đánh tay và Lucian có mã hàng cục cùng với hai bùa. Có những dấu ping đến từ Faker cảnh báo rằng Azir sẽ đi nhưng mà Azir level 4 không biết là có tác dụng gì nhiều hay không. Azir vẫn có được tốc biến cùng với cấp độ 4 và lượng sát thương đến từ Azir là tương đối nhiều. Lucian vẫn còn E, Lucian lướt sang phía bên kia bờ tường, còn Lee Sin thì bị dính cú khóa khiến cho Lee Sin phải nằm lại, mặc dù đã tốc biến đi nhưng không kịp giữ mạng mất rồi. Điểm mạng cũng gỡ gạc dành cho Luck của Closer cùng với một cái bùa đỏ. Còn trở lại kèo đường giữa thì Faker vẫn đang tiếp tục đẩy đường và cấu rỉ ở vị trí của Azir phía bên kia. Lại tiếp tục là một pha QE. Sau đó thì đúp E để có thể đẩy đường. Và nếu như cần thì EE thêm một phát nữa là những con xa nó sẽ rất là mềm anh em nhé.
Pha di chuyển của Closer là như thế nào đây? Closer di chuyển lang thang và búp bùa đỏ dành cho Lucian với mạng thứ tư dành cho xạ thủ Thief Faker rồi. Đang farm chiêu chiêu đứng dưới, cứ double kill dành cho Sivir với cả 4 mạng cho Lucian thế này thôi. Tiếp tục là quy đúp đến từ Faker. Đánh một hồi thì Azir cảm giác là đã hết máu rồi anh em ạ. Tiếp tục quy đúp hay không? Quy đúp nhưng mà không cản kịp cú bấm B về đến từ đối phương, không sao. Sẽ là một pha EE cùng với QE hoặc là đúp E cũng được. Pha này thì QQ luôn. 600 tiền, cùng xem Faker sẽ về nhà đóng thêm cái gì nữa đây. Giày thường và lam ngọc chăng? Pha lao và bắt choáng tới từ Jack. Ragaz quyết định là ủi E đi ra, ủi E đi chạy chứ không phải ủi E để cancel tình huống quy vào. Bot thì Sivir cùng với Lucian ván này là cực kỳ thọt farm nha. PK quá nhiều, lúc này mỗi AD farm được tầm 20 CS mà thôi. Faker về mua giày cùng với lam ngọc thật rồi. Sau đó thì trở lại đứng giữa. Kèo này thì Faker đang farm nhỉnh hơn so với Azir đôi chút. Không nhiều lắm, tầm một turn mà thôi. Đường trên thì đang PK tắc đầu chảy máu rồi. Rừng nào lên trước thì ăn. Rừng nào lên trước đều có thể băng trụ được cả. Sau đợt đẩy thì Azir quyết định di chuyển xuống cánh dưới nhẹ một nhịp, nhưng không có nhiều thứ để làm với một con Azir cấp độ 5. Còn Faker thì đang tập trung lát hit dưới trụ. Một chất tướng pháp sư cũng không phải là dễ lát hit tí nào. Lee Sin đã vào vị trí nhưng băng trụ có phải là hơi fail với tình huống sóng âm trượt thì phải. Ragaz có cho mình level 6 với thùng rượu nổ, gõ được cái W và đẩy một cái E vào. Ragaz xử lý một đánh hai và khoe thông thạo ở đây luôn. Càng thế nhờ. Đứng giữa thì cả hai pháp sư đều đã có chiêu cuối rồi anh em nhé. Quy đúp trượt rồi. Bot thì Lucian mặc dù là có 4 mạng nhưng vừa rồi bị trạng thái máu yếu, bắt buộc phải bỏ qua một đợt lính cùng với khiên trụ để giữ mạng mà thôi. Vì Lee Sin đã có một pha lộ diện cánh trên nên là dừng đối phương hoàn toàn có thể băng trụ cánh dưới bất cứ lúc nào. Quyết định giật về an toàn. Đến từ bộ đội đường dưới của Team Faker. Còn với cái lượng sát thương đến từ một con Huey với 55 AP thì khả năng đẩy đường của Faker đang tốt hơn đôi chút so với Azir phía bên kia. Chiêu cuối cũng đã có, đây là một chiêu cuối rất mạnh trong việc giao tranh anh em nhé. Đặc biệt là giao tranh 3-3 thì mình nghĩ là có chiêu cuối mà nó vô cùng khỏe. Rách đổi mạng với Ragaz dưới trụ rồi. Trở lại kèo đứng giữa này thì có lẽ phải chờ ít nhất là cái bí trương hoặc là đến cái thời điểm mà Faker có được cái bão tố Luden này các bạn. Thì cái sức đẩy đường của con Huey này nó sẽ là vô cùng rác anh em nhé. Cứ QE sau đó thì đúp E đánh tay và EE để giữ điểm lính mà thôi. Toàn là những kỹ năng trên diện rộng để dọn lính. Azir đã bắt đầu có những tình huống lách được cái quy đúp của Faker tốt hơn. Jack với pha đổi mạng vừa rồi thì có một đợt lính khá to tràn trụ và khiến cho Ragaz bị mất xe to rồi. Còn kèo mid này thì Faker vẫn đang tiếp tục đẩy đường tiếp chung với Azir phía bên kia. Tất nhiên là với Huey thì đẩy đường sẽ tốn nhiều tài nguyên hơn, tốn nhiều mana hơn. 5 đều là tỷ số mạng hiện tại và chênh lệch về tiền thì nó không quá đáng kể đến từ cả hai bên anh em nhé. Chênh lệch rất ít luôn. Và có lẽ phải chờ đến level 6 của hai người chơi để dừng, để có những pha ganh một cách dễ dàng hơn. Lee Sin sắp cấp độ 6 rồi. Tương tự như vậy đối với Ray phía bên kia. Ở khu vực đường dưới thì Rakan có pha EW xịt. Nhưng phía bên kia thì lắc của Closer cũng chưa có khóa ánh sáng để trả sát thương ngược trở lại. Đang đi bộ lên với hồi chiêu kỹ năng Q nhưng mà Q trượt rồi. Đứng giữa thì Faker vẫn đang farm rất chill cùng với Azir. Và Lee Sin đang ở gần với cấp độ 6 sau bãi chim anh em nhá. Mà Azir thì vẫn có sự cơ động rất là cao cùng với một cú chiêu cuối bảo kê bản thân tốt. Có lẽ đường giữa không phải là đường dễ ganh, nên là để cho Faker có được áp lực đẩy đường trước, sau đó di chuyển chung với Lee Sin xuống cánh dưới nó sẽ là tốt hơn. Đây, một pha QE sau đó thì EE và đúp E đánh tay, giải quyết lính là tương đối nhanh đến từ Faker với bí trương rồi. Thậm chí là với tình huống về nhà lấy bí trương đến từ Faker thì Faker còn chưa cần phải dịch chuyển trở lại đường giữa. Vẫn tiết kiệm được cái dịch chuyển, còn đường dưới thì Lucian đã ở trạng thái máu rất yếu rồi. Với hồi máu từ phi tiêu lấp lánh của Rakan thì Lucian vẫn còn đủ máu để trụ lại, kể cả là dính chiêu cuối của Ray. Vẫn không đủ sát thương. Khiên trụ thứ ba đã có thành cái Sivir nảy bật gây sát thương. Lucian lúc này có lẽ sẽ phải cân nhắc việc bỏ qua đường lính tiếp theo để về thôi. Lee Sin đang cố gắng xử lý bãi người đá. Lắc của Closer cấp độ 5 và Ray tốc biến lên với đó đánh tay sát người. Cú quy hai lượt và sát thương là cực kỳ lớn, khiến cho Destiny fan cũng đang ở trạng thái máu cực kỳ yếu rồi. Lee Sin cũng gãy luôn với tình huống hộ thể ra một chấm máu đến từ Lee Sin. Cũng phải nằm xuống mà thôi. Double kill dành cho Sivir. Azir dịch chuyển trở lại khu đứng giữa, còn Faker đang có một cú ramming xuống cánh dưới với QW. Phát hiện ra được Grave. Nhưng phát hiện ra Grave rồi làm gì nữa đây, khi mà đường đội đường dưới đã chết hết cả ba người rồi. Và Sivir đang có một ván đấu cực kỳ xanh với 4 mạng hạ gục cùng với một chỉ số farm vượt trội so với Lucian.
Và thêm đó là 3 khiên trụ nữa. 2k tiền lệch cho bên phía của team 2 rồi anh em ơi. Bắt đầu có dấu hiệu lệch tiền đến từ cả hai team rồi nha. Và kèo phát sự kiểm soát này thì Faker đang farm hòa với Azir. Cùng xem là tới khi nào thì hai pháp sư này bắt đầu mới tác động từ ván đấu. Ở tại chung kết thế giới thì cái kèo pháp sư đứng giữa, anh em tưởng tượng mấy con như kiểu là Azir, Orianna, nó cũng hay là Syndra cũng vậy. Nó cũng AFK nó farm như thế này, và đến thời điểm này khi mà Huy xuất hiện nó cũng vậy anh em ạ. Có lẽ sẽ phải chờ đến cái map mới ở mùa giải sau, khi mà nó có thêm nhiều góc canh hơn, hoặc là những chất tướng nó mới nó trở lại thôi anh em ạ. Còn những chất tướng pháp sư như này thì thực sự là chỉ có AFK farm đầu trận thôi, cắm đầu cắm cổ farm thôi anh em ạ. Nhưng mà hai đường cánh thì PK nhiều anh em nhé, đặc biệt là đường dưới. Dừng kéo xuống là PK thôi. Nhưng đến thời điểm có được mặt nạ hoặc là bão tố Luden, hoặc là một cái ít nhất là một cái vương miện suy vong, hoặc là một vài pháp sư thì sẽ hướng tới cái băng trượng, thì thời điểm đó các pháp sư sẽ đẩy đường rất là nhanh, và lúc đó họ mới có khoảng trống để di chuyển. PK nhiều mà không mất lính. Quyết định The Faker là về với 1.100 tiền. Tranh farm nó cũng không phải là quá nhiều đến từ cả hai bên. Con sứ giả này có lẽ sẽ phải buông bỏ rồi. Dòng nguyên tố thì sao? Faker còn dịch chuyển. Liệu rằng có nhấn dịch chuyển trở lại đường giữa đàn rồng luôn không? Quyết định của Faker là đi bộ ra. Đi bộ ra với khả năng kích tốc tới từ W. Lucian vừa lướt lên cầu vòng tối thượng đến từ Closer, không có sát thương. Faker dịch chuyển vòng sau và thôi rồi. Xuống núi rồi anh em ơi, farm đến đây đủ nhiều rồi. Faker QQ ăn được mạng và sau đó thì đẩy một cú EE giúp Lucian vét được mạng thứ hai. Hai mạng hạ gục dành cho các thành viên bên phía của team 1 với pha dịch chuyển của Faker. Và tình huống dịch chuyển vừa rồi giúp cho Faker có một lượng tiền ngay lập tức, đó là 1.000 tiền trên người. Giàu rồi anh em ơi. Đi một cú vét được một mạng và một điểm hỗ trợ, trong đó có một mạng shutdown của xạ thủ đối phương. Trở lại đường giữa thì đang bị sứ giả lấy đi tương đối nhiều máu trụ đến từ Faker. Ray cũng đang có định tấn công khu đường trên, Jack vẫn còn mắt, còn Q, còn R, còn E. Rút luôn một cách tương đối đơn giản. Dòng canh dưới cũng đã có thành Lee Sin rồi. Faker đẩy một pha QQ bắt đầu có đam nha anh em nhé. Những con pháp sư đến thời điểm này nó có trang bị và nó scale rất là tốt rồi á. Closer không spell, đứng trước mặt một Huy vẫn còn chiêu cuối tốc biến. Quả này mà Lee Sin ở gần thêm một tí nữa là Faker bung chiêu cuối đấm luôn đấy. Nó tất nhiên là Closer chắc là cũng có thông tin đấy từ Lee Sin rồi nên mới dám di chuyển cái đường nó hớ hênh như vậy. Bot thì nãy giờ Lucian vẫn đang hơi ngợp, mặc dù Faker vừa dịch chuyển xuống và gỡ được hai mạng. Nhưng có vẻ nó cũng chưa đủ để Lucian có thể trở lại kéo đấu đường dưới một cách nó dễ dàng hơn. Dính khóa, dính cầu vòng tối thượng, dính full combo đến từ Closer. Và sau đó thì Sivir là người vét cái mạng hạ gục một cách tuyệt đối đơn giản. Bot vẫn là hơi báo nha. Dừng thì Lee Sin bán này cũng không xanh sao gì cho cam cả. Nhưng Faker thì đang ổn, Faker rất ổn. Về nhà với bão tố Luden và trở lại đường giữa với khả năng dọn lính bằng một combo. Với combo bất kỳ kỹ năng nào kết hợp cùng với E đều được. QE, đúp E và EE đều là sát thương AOE để dọn lính kết hợp với sát thương nổ đến từ bão tố Luden. Nó sẽ giúp cho Faker sẽ có nhiều khoảng trống hơn để tác động tới ván đấu. Đặc biệt là một ván đấu mà đường dưới đang thua như thế này nữa. Rất cần sự hỗ trợ đến từ Faker nha. Kéo top này thì thôi, đến đây thì con Jack này có thể tự chơi được rồi. Nhưng mà để win con Ragat không dễ nha. Ragat có băng trượng là Jack cực kỳ khó để tiếp cận luôn. Jack trước đó đã mất thùng rượu nổ nên áp lực solo kill cũng không nhiều. Tốc biến lên bắt choáng và che luôn E, khiến cho Ragat bắt buộc phải flash chạy gõ từ nhà đến trường là có thể có mạng solo kill. Ragat đánh quá láo trong trụ rồi, và đó là tình huống solo kill dành cho đường chơi của team Faker. Faker trở lại với bão tố Luden, tiếp tục đẩy đường với QE. QE hết đợt lính rồi. Sau đó thì tìm cách di chuyển xuống cánh dưới. Thanh trừng được dùng để dọn lính, và Lucian bị mất máu nhiều sau tình huống dồn sát thương tới từ Gray, và trụ này không thể giữ được nữa. Trụ đường giữa của Faker thực ra cũng đã bị sứ giả làm mềm lắm rồi, nên là pha này sẽ hơi khó để có thể phòng ngự nếu mà Sivir kéo ra mid nha. Sivir năm xác có trụ một tòa bản đồ, kéo ra mid nó là một thế lực trong việc đẩy đường. Và để xem Faker sẽ phải chống lại điều đó như thế nào. Cách biệt lúc này vẫn là 2k tiền cho phía team 2. Azir lao lên với phân chia thế nào để Faker về. Rakan đã có mặt, và Azir có một tình huống bị dính chiêu cuối Faker, nhưng Lee Sin lại sóng ngâm trượt. QW từ xa gây sát thương đến Faker, và Lee Sin là người vét được cái mạng vừa rồi. Azir tính solo kill Faker đấy à? Hoàn toàn không có người chơi hỗ trợ ở trong tình huống vừa rồi dành cho Azir. Đồng đội vừa ăn được trụ đường dưới, một tin vui báo về, và không một ai backup cho Azir, vẫn lao lên 1-1. Đáng nhẽ ra với cái tình huống vừa rồi Azir phải là người đứng đánh an toàn mà thôi, nhưng có vẻ là thấy có Faker trong lúc đi này. Cố gắng gọi là kiếm content kiếm content solo kill Faker nhưng mà hơi khó rồi.
tự nhiên lao lên với phân chia thiên hạ thì gặp ngay phía sau đó là một con Rakan và con Lee Sin áp sát. Lee Sin sóng âm trúng, Ragat bị đẩy về với cú nộ long cước của Lee Sin và sau đó thì không còn góc để rút lui, Ragat cũng không còn tốc biến nhưng sóng âm với Lee Sin lại trượt rồi. Rakan xuất hiện với cú hất tung, Jax sẽ có một pha đi bộ vào W và dùng EQ dứt điểm. Nhưng ở đường giữa thì Faker đang phải di chuyển về phòng ngự. Sau khi Lucian nằm xuống ở đâu đó, Faker có một pha burst sát thương rất tốt sau cú hoảng sợ và Gray đi luôn với mạng thứ hai rồi cho Faker trong pha đấu này. Rakan hất tung trượt rồi. Sivir đang là lách đánh võng, Faker rồi sát thương từ xa với QW nhưng sát thương đó là chưa đủ để làm khó Sivir. Rakan phải tốc biến đi để né cú Q và sau đó là một pha xuất hiện đến từ Faker với tốc biến rồi sát thương khiến Sivir bay màu. Sự đu bám đến từ Lee Sin khiến Closer yếu và đó là một pha QW từ xa đến từ Faker để hoàn thành cú double kill dành cho con Huey này. Mặc dù đứng ở bên phía bên kia bờ tường nhưng Faker vẫn có những tình huống triển khai lượng sát thương của mình rất tốt với những pha quy đúp và có được mạng thứ tư trong pha đấu này rồi. Chiêu cuối còn đến từ Faker. Quyết định đẩy một pha E nhưng nó không có hoảng sợ. Và đội hình bên phía team 2 là một đội hình mà các bạn thấy là không có kháng phép nha. Đội hình này hiện tại đang không có kháng phép. Tôi nghĩ là ở món trang bị thứ 3 thì Sivir có thể cân nhắc lên kiếm răng cưa đi là vừa. Với một con Huey đang có dấu hiệu xanh sao như thế này thì cần có kháng phép tới từ đội hình phía team 2. Azir đang đứng dưới cái đĩa mặt trời của mình và sau đó thì bị Faker cấu rỉa. Lee Sin hộ thể sóng âm xịt, phân chia thiên hạ đến từ Azir cố gắng cân hai. Faker bị xỉa rất đau và sự xuyên đến từ Gray khiến Faker cực kỳ yếu máu. Faker vẫn kịp trưởng lại một vài kỹ năng giúp Lee Sin có mạng của Azir nhưng Lee Sin liệu rằng có chạy được hay không đây. Đạn nổ thần công sát thương là chưa đủ đến từ Gray. Rakan xuất hiện và cover thành công cho Lee Sin với một chấm máu. Lắc của Closer trói chân giữ chân lại được người chơi đứng trên đối phương và Gray sẽ rút lui an toàn với sự xuyên đến từ cả Sivir nữa. Rồng chưa ra anh em nhé, 15 giây nữa rồng mới ra. Lúc đó thì để xem là team Faker đánh rồng được hay không. Faker vẫn có dịch chuyển để can thiệp con rồng này nếu như các thành viên bên phía của team 1 có ý định giao tranh. Nhưng mà có vẻ các thành viên phía team 1 quyết định rút lui rồi. Người rút lui đầu tiên đó là Lee Sin. Đối phương cũng không có đủ khả năng để kiểm soát con rồng nguyên tố thứ hai của bản đấu một cách dễ dàng. Con rồng này vẫn còn nhiều máu nha nhưng Faker quyết định TP đến top rồi. Ragat cũng không có TP. Và nếu cánh dưới giao tranh diễn ra thì nó sẽ là tình huống giao tranh 4-4. Bắt đầu là một tiếng giao tranh diễn ra rồi. Rakan cực yếu, Rakan đi với một tiếng rơi boomerang đến từ Sivir. Sivir tiếp tục ném được mạng hạ gục dành cho Gray và sau đó là một pha Gray lên bảng điểm số. Sivir đang cắm đầu cắm cổ bỏ chạy, Azir xuất hiện. Và sự xuất hiện đến từ Azir đảm bảo được khả năng rút lui dành cho Sivir. Ragat đã hồi dịch chuyển rồi và cánh dưới không nên giao tranh nữa. Hai rừng cũng đang trên bảng điểm số nên rồng nguyên tố này có lẽ cũng sẽ hơi khó để kiểm soát đến từ phía của phía team 1. Team 2 thì vẫn có sát thương để ăn rồng với Azir và Sivir. Và không cần đến rừng thì bên phía team 2 vẫn có được rồng nguyên tố thứ hai. Cân bằng về rồng. Tiền thì vẫn đang là tầm 1.000 mấy tiền lệch dành cho các thành viên bên phía của team 2. Nhưng kèo 1-1 giữa Faker và Ragat nó có vẻ là không cân sức tí nào. Faker chỉ việc núp sau lính và trưởng kỹ năng mà thôi. Điểm mạnh của Huey là kỹ năng của Huey nó không bị cản bởi lính anh em ạ. Còn Ragat thì tầm hoạt động nó khá là hạn chế với những tình huống E bị cản bởi lính. W thì là bỏ đánh tay. Nó được gia tăng thêm một tí tầm đánh mà thôi. Q thì cái tầm Q Ragat nó cũng là tương đối ngắn hàng. Nên là kèo để cánh mình nghĩ là Ragat sẽ không khỏe bằng so với Huey của Faker. Qua đó thì Faker vẫn đẩy đường khu đường trên tốt, vẫn giữ được trụ top mặc dù nó không còn nhiều máu nữa. Và hỗ trợ đồng đội trong việc kiểm soát sứ giả sau khi mất dòng nguyên tố cánh dưới. Sivir tiếp tục lên thêm đồ chí mạng à. Đội hình đối phương không phải là một đội hình nhiều chống chịu lắm nhưng mà Sivir vẫn lên thêm đồ 3 là một đồ chí mạng. Thường thì nếu đường trên đối phương hay là rừng đối phương là những con như Sejuani và Cersante hay là Malphite á thì mình nghĩ là mới cần lên chí mạng đồ 3 đó là Dominic. Ván này Sivir không lên kháng phép luôn. Sóng ngầm rất tốt từ Lee Sin, hộ thể cắm mắt sau đó thì là một pha insect tốt đến từ vị trí của Lee Sin. Cắm mắt hộ thể thì đúng hơn. Faker là người vét được mạng gục mạng thứ 5 dành cho Huey của Faker trong ván này. Tiếp tục cấu rỉa với pha quy đức từ xa nhưng sóng ngầm từ Lee Sin lại trượt mất rồi. Pha đối diện trực tiếp Faker dồn sát thương khiến cho Azir mất nửa cây ạ. Uầy. Mắc E mắc Q rồi anh em ơi. Cấp 13 rồi. Đẩy một pha EQ hoảng sợ sau đó thì QQ vào đánh tay với đứt E thôi là thấy Azir mất nửa cây rồi. Đồ thứ hai để xem Faker sẽ lên cái gì anh em nhé. Kính nhắm luôn rồi. Với hai mảnh thành phần thì Faker quyết định là đóng luôn một cái kính nhắm ma pháp ở đồ 2. Thực ra là với cái tầm hoạt động của Huey thì kính nhắm nó cũng là một trang bị hợp lý ha. Vừa có CC vừa có cái tầm hoạt động rất là xa nữa.
thì để kích hoạt được nội tại của kính nhắm ma pháp nó cũng là tương đối đơn giản. Cánh dưới không có rồng. Faker có quyền đẩy cao khu đường trên. Dịch chuyển thì còn khoảng chừng 30 giây mới hồi anh em nhé. Trong 30 giây này đồng đội nên đánh an toàn một chút cánh dưới. Chờ dịch chuyển của Faker hồi lại hoặc là chờ con rồng nguyên tố tiếp theo rồi đánh nhau cũng được. Và xin nhắc lại đội phía team 2 vẫn chưa hề có kháng phép. Team Faker thì có kháng phép rồi nha. Team Faker có kháng phép tới từ giày thủy ngân đến từ kiếm răng cưa của Lee Sin. Và con sứ giả đã mang lại trụ thứ hai cho Team Faker trong ván đấu này. Cân bằng về trụ thì tiền cách biệt nó cũng chỉ còn lại con số khoảng chừng 5-600 mà thôi. Kèo PK giữa Jack và Ragaz. Rakan xuất hiện nhưng băng trụ có vẻ là hơi khó khăn vì lính đã bị dọn hết mất rồi. Đường trên đối phương cũng đang có một người di chuyển lên, đó là Grave. Nhưng băng trụ Faker có lẽ cũng là điều không hề đơn giản. Với một cú chiêu cuối trả lại đến Faker, lượng sát thương đến từ Huey với hai trang bị thời điểm này nó là rất lớn anh em nhé. Lee Sin hộ thể sóng âm nhưng mà sóng âm vào lính rồi, tiếp tục đi bộ lên sóng âm. Closer lách được cú sóng âm vừa rồi, Jack bật phản công lao vào. Closer không tốc biến, một pha hộ thể lên rồi sát thương sóng âm trúng và Lee Sin bay vào. Có mạng dành cho Jack nhưng sau đó thì Lee Sin cũng bay màu mất rồi. Faker đang phải đẩy 1-1 cùng với Azir bắt choáng tốt tới từ Jack. Có mạng double kill cho Jack nhưng Lucian cũng đã bị ủi e trúng bởi Ragaz và lên bảng đếm số. Thùng rượu nổ để đối phương sát tường, sau đó băng trượng giữ chân lại. Ragaz tiếp tục ủi e quy lên. Jack bật phản công né sát thương đến Xavier nhưng mà sát thương đến từ đối phương là quá lớn. Pha này thì Azir lao lên phân chia thẻ Faker. Faker mất tốc biến rồi. Azir cũng mất tốc biến. Rakan hất tung và sau đó là mạng dành cho Faker với tiếng quy đứt từ xa. Jack bằng một cách nào đó vẫn có thể tốc biến rút lui được với một chấm máu và không bị hạ gục bởi bộ đôi Ragaz cũng như là Xavier. Còn pha ăn trụ đường trên đến từ vị trí của Azir thì lại không rút lui đánh nhau chung với đồng đội mà lại là lao lên PK cùng với Huey hai đồ của Faker. Faker QE và EE trượt, Azir đánh hạt thông nổ, đứt lưu xỉa. Sau đó dính chiêu cuối Faker, tốc biến đẩy phân trên hạ, Faker tốc biến né đam và sau đó thì E trượt, QW cũng trượt. Nhưng khi Rakan tới thì QW đã giúp Faker dứt điểm mạng này rất là tốt. Q bây giờ hồi có 4 giây anh em à. Mà QW bây giờ nó có tầm hơn 300 sát thương. Nếu như CC đến từ Faker chúng nó sẽ là tầm 700 sát thương anh em ạ. Wow. Nhiều nha. 4 giây với tầm hơn 300 sát thương spam liên tục. Để lính thì là QE. Cấu gì thì là QQ hoặc là QW. Sách chiêu hồn mề dai 10 số đến từ Faker với 1.400 tiền. 1.400 quyết định đầu tư thành một sách chiêu mề dai và một con mắt kiểm soát. Lên số sách luôn là căng dưa. Tiền tranh ván này không nhiều anh em nhé. Faker tự tin lên cho mình sách trời mề dai mặc dù không còn tốc biến nữa. Closer thì vừa phải tốc biến để bỏ chạy sau một pha áp sát tới từ Jack với phản công. Và Rakan thì lại có một tình huống RW nó có vẻ là hơi fail. Vẫn có choáng đến từ Jack, thùng rượu nổ. Đồng hồ né thùng rượu nổ rất tốt và lại là một mạng nữa dành cho Faker với những pha quy đứt từ xa. Lee Sin solo cùng với người chơi lên rừng đối phương và có dịch chuyển đến từ Faker để cover. Góc R đến từ Lee Sin nó có vẻ là hơi xa Faker một tí. Faker quy đứt từ xa. Lee Sin bị dồn sát thương nhưng hộ thể ra được. Faker tiếp tục lao lên tạo giáp cho đồng đội và sau đó là mạng dành cho Lee Sin. Thì bên kia thì Azir của Elderwood cũng đang bị giữ chân lại. Tiếp tục là quy đứt từ xa đến từ Faker và mạng có dành cho Rakan với siêu đội hành tráng. Sau đó thì tiếp tục là một pha lao lên đến từ Faker với quy đứt tấn công và xạ thủ đối phương. Tầm này cứ quy đứt liên tục, cứ là cực kỳ xa. Và với tình huống bắt lẻ thành công hai thành viên mid rừng đối phương thì team Faker đang có cơ hội để kiểm soát con baron đầu tiên của ván đấu này. Lượng sát thương theo thời gian vẫn được đảm bảo đến từ Lucian cùng với Faker và cả Jack nữa. Sau đó thì đối phương không có rừng di chuyển ra để PK mà thôi. Tầm nhìn cũng là tương đối hạn chế đến từ phía team 2 vì không có bất kỳ một ai có tầm nhìn ở đây cả. Closer ở quá xa để cắm mắt. Và sau đó là Baron dành cho team Faker trước khi giật lại xuống cánh dưới bản đồ kiểm soát con rồng nguyên tố. Về nhanh xuống cánh dưới để ăn rồng thôi anh em ơi, cũng không biết là ra kịp hay không. Góc về đường giữa của Jack đang bị khép lại. Faker lao lên, quy đứt từ xa trúng và Closer mất đi khoảng chừng gần nửa cây máu với pha quy đứt vừa rồi. EE thành công xạ thủ đối phương. Nhưng cú phi của Faker thì nó chỉ vào cái khiên chắn phép tới từ Xavier mà thôi, tiếp tục quy đứt từ xa. Tốc một hồi là thấy bot đối phương bắt đầu có dấu hiệu hơi ngợp và Xavier vẫn lên Dominic đầu 3 thật này. Rất ít hút máu và không có kháng phép. Faker không có dịch chuyển và đồng đội thì đang cố gắng giữ lại con rồng nguyên tố với sự xuất hiện từ Lee Sin. Lee Sin vô hình cước vào nhưng mà rồng thuộc về cho Gray. Lee Sin mất máu hơi nhiều. Lee Sin hộ thể tốc biến đi với một chấm máu nhưng đã nổ thần công đã giúp Gray dứt điểm từ xa rất tốt. Một rồng và một mạng dành cho các thành viên phía team 2. Sau khi để mất con Baron đầu tiên của ván đấu này, Rakan RW hơi fail, không có tầm nhìn và Rakan RW fail khiến cho Ray vẫn có thể đi bộ về được. Faker quyết định bấm B về à? Đợt đẩy này Jack có lẽ sẽ có được trụ đường dưới nhưng mà cần sự hỗ trợ đến từ Faker. Một mình Jack tay ngắn chưa ăn được trụ rồi, Ray giải quyết lính cũng là tương đối nhanh.
Tiền thì sau Cameron team Faker đã có được cách biệt về tiền là 1.000 tiền. Cũng gọi là vừa lấy dẫn trước về tiền đôi chút. Và Faker cũng đã có cho mình 18 số sách trường mề dài rồi. Sau đó thì Ragaz đang là người phòng ngự đợt đẩy đến từ các thành viên bên phía team Faker tại khu cánh dưới. Sát thương dọn lính đến từ Ragaz cũng là có, nên là chưa thể ăn được trụ. Và cái tầm hoạt động đến từ Huy nó thực sự là tầm hoạt động rất là tốt anh em nhé. Đó lý do vì sao mà Faker lên cái kinh nhắm ma pháp đầu 2. Pha này thì EE trượt rồi. Lắc của Closer di chuyển cắm mắt và Ragaz vẫn đang cố gắng dùng tất cả những gì mình có để phòng ngự dính quy đức của Faker. Nhưng né được tình huống hoảng sợ và sau đó thì trụ vẫn đang tiếp tục bị tấn công bởi con xe pháo. Nó có búp Baron. Trụ thứ 3 cho team Faker sau 25 phút trước khi di chuyển về với chỉ là 500 tiền mà thôi. Với 500 tiền này thì mắt kiểm soát tiếp tục được đóng thêm. Nhưng mà đứng giữa thì Lee Sin bắt lại. Và Gray là người dứt điểm thành công Lee Sin. Rách áp sát Closer yếu. Closer vẫn được cover bởi một tiếng E-flat đến từ Ragaz. Và cái góc thùng rượu nổ đến từ Ragaz nó cũng là rất đẹp để đồng đội có thể vào đam. Sivir dứt điểm thành công được Rách và hai mạng bắt lẻ đến từ phía team 2. Trong lúc đối phương đang có búp Baron, Faker kích tốc lao lên quy đức nhưng mà đối phương quá cơ động. Đội hình đối phương cũng là một đội hình có sự cơ động ở một vài vị trí khác nhau như là Ragaz, như là Grave. Nên là quy đức lúc này poke thì cũng chỉ poke được luck của Closer thôi. Poke vào Sivir thì Sivir cũng có thể có la chắn phép nữa. Faker đang phải một mình phòng ngự đợt đẩy đến từ 4 thành viên đối phương và đó là một pha chiêu cuối tốt đến từ Faker. Sau đó đẩy phía lao vào, quy đức lưu dứt điểm từ xa. Full combo đến từ Faker và Rakan cũng đã hỗ trợ thêm một ít hiệu khống chế để giữ chân đối phương lại, giúp Faker dứt điểm thành công được Azir với một Azir 054 tại thời điểm này. Cú cầu vòng tối thượng đến từ luck của Closer nó cũng không nhiều giá trị. Và Faker đã có sách triệu hồn thứ 22 sau khi dứt điểm thành công được Azir. Có dấu hiệu Master con tướng ở đây rồi. Cú W này, cú quy W này thì nó không giữ chân được Sivir lại. Nhưng mà qua đó đối phương đã về thì đợt lính khu đường trên này cũng sẽ được Faker xử lý nó tương đối an toàn thôi. Ok. 1.500 rồi. Về và chuẩn bị hướng tới ngọn lửa hắc hóa ở đồ thứ tư thôi. 431 AP. Thiêu dụi ván này được tầm hơn 500 đam anh em nhé. 35 điểm hồi chiêu. Ô, Lee Sin lại bị bắt lại, tôi đang xem chỉ số. Huy là Lee Sin lại gãy ở sông rồi. Rách cũng đang lùa vị trí của Closer nhưng mà Rách chưa có sát thương dứt điểm. Rách tốc biến lên nhưng mà Closer tốc biến trả lại một cái cầu vòng tối thượng. Rách nằm xuống với double kill dành cho vị trí của Gray. Phân chia thiên hạ chúng hai thành viên còn lại và Faker đang đứng tuyến ngoài để trả sát thương. Sát thương là chưa đủ đến từ Faker. Sát thương là đủ với Theodore từ Rakan và Rakan rút lui được. Faker đẩy chiêu cuối nhưng nó không trúng bất kỳ thành viên nào của đối phương cả. Và tiếp tục là tình huống đứng trên tầm nhìn đến từ Faker hoảng sợ, sau đó đẩy QQ vào và đối phương mất trắng cây máu của mình với tình huống hoảng sợ và QQ của Faker. 24 số sách chờ mề dài đến từ Faker và lượng sát thương là rất lớn. Nhưng đây là cú QW đến từ Faker, nó không trúng vào người của Closer. Faker tiếp tục dấn lên để có những pha QW. Nếu trúng là chắc chắn chết những người như là Closer hay là Azir mà thôi. Quy đức pha này nó vào khiên chắn phép của Sivir mất rồi. Vẫn đang đi bộ đến từ Faker để đẩy những tình huống hiệu khống chế nhưng mà Sivir chạy được. Cầu vòng tối thượng. Ôi, Lucian lách cầu vòng tối thượng bằng pha lướt lên và bất tốc biến chạy rồi. Faker quay ngược trở lại với Quy đức để cover cho Lucian rút lui ạ. Huy đồng đội ván này mid game đánh chiêu dữ. Lee Sin thì toàn chết lẻ, còn Rách thì cứ lao vào cân team chết một mình thôi. Thốn nhà, thốn nhà. Một pha Quy đức của Faker và Sivir kích la chắn phép hơi trễ, mất máu là tương đối nhiều. Con Sivir này ném cũng đau nha. Đối phương lên rất là nhiều đồ đam, ném cũng đau nhưng mà nếu như xử lý không tốt để dính những pha kỹ năng tầm xa của Huy thì con Sivir này cũng chết rất là nhanh đấy nha. Rồi, lại anh già lại gánh team rồi. Mặc dù tiền cách biệt chưa nhiều lắm nhưng mà team cứ đánh như thế này là mất hết mục tiêu anh em ạ. Ồ, nhưng mà Lee Sin vừa có một pha di chuyển bắt bớ được vào Closer. Một con lắc support lên full AP và rất mỏng. Nên là tầm này bị Lee Sin sóng âm trúng chắc là chết thôi. Faker đang đẩy nhanh được lính khu đường giữa. Lát hít xe to từ xa, sau đó kích tốc lên lại khu đường trên. Gray đã biết là mình không ăn được rồng nên là quyết định lên khu đường trên để tìm Faker. Nhưng mà tìm ai ở đây bạn ơi? Dễ chưa? 25 sách trường mề dài, thậm chí là solo với Azir ở dưới trụ. Azir lao lên phân trên thiên hạ, Faker tốc biến Aplay cái nhẹ này. Sau đó thì Rakan và Lee Sin đang lên. Quy đức từ xa và Azir bắt đầu mất máu là quá nhiều rồi.
chơi như thế nào đây? Đứng múa cột ở khu vực đứng trên đối phương và nằm xuống với pha R flag đứt đến từ Rakan. Baron đang mở ra dành cho team Faker với tình huống nằm xuống đến từ cặp đôi mid rừng của đối phương giống y chang tình huống trước đó, và Azir đã fit tới mạng thứ 6 rồi. Trong khi đó Gray cũng đã phải nằm xuống với một pha di chuyển lạc. Biết là đối phương đang ăn rồng nên là Gray quyết định lên cánh trên hỗ trợ cho Azir trong việc kiểm soát trụ 2. Nhưng đi nửa đường thì bị bắt lại bởi một con huê 4 trang bị và ngay lập tức đó là 25 số sách dành cho Faker. Đồng đội cũng đang ăn được Baron với tình huống dừng đối phương trên bản đếm số. Đó gần như là một tình huống mà Faker cần hai thành viên biết dừng đối phương. Đầu tiên là solo kill người chơi đi dừng đối phương mất chiêu cuối. Sau đó thì giữ chân được Azir lại hai cộng thêm Azir nữa. Thì Baron lúc này là quá dễ rồi. 583 AP anh em ạ. 25 số sách trường mề dài. Và để xem với Baron này Team Faker có khai thác được thêm nhiều công trình nữa hay không. Chứ con Baron đầu tiên chỉ ăn được trụ bot thôi. Faker có dịch chuyển. Sẽ là tình huống đẩy lẻ ở khu đường dưới đấy thì Faker. Còn đồng đội sẽ đẩy cánh trên. Nếu có biến thì Faker sẽ TP. Faker đang đứng từ xa để giải quyết lính bằng những pha quy đức. Đánh nhau cánh trên bắt đầu diễn ra. Faker TP được hay không? Phân chia thế nào để được hai thành viên đối phương về. Nhưng mà Ragaz mất máu rất nhiều lên bản đếm số. Azir cũng bị kẹt lại. Lee Sin Insect đẹp và Sivir bỗng nhiên bị kẹt lại giữa lòng địch. Bắt buộc phải tốc biến bỏ chạy, bị hất tung bởi sức đoàn ánh tráng. Và sau đó thì Sivir vẫn đang cố gắng ném rất đau đến Sivir và mất ra tinh thần rồi. Gray xuất hiện và Faker quyết định là TP nhưng mà TP hơi trễ nha. Jack cũng đã nằm xuống với tình huống nhảy thẳng vào và sau đó đối phương rút lui khi thấy sự hiện đến từ Faker. Faker dịch chuyển chỉ để cover cho Lee Sin cùng với Lucian rút lui mà thôi. Đối phương thấy Faker TP là cũng giật về là cực kỳ nhanh. Azir nằm xuống lần thứ 7 rồi anh em ơi. Có trụ hai đường chê cho team Faker anh em nhé. Và giao tranh thì thực ra là 2 đổi 3 nên không phải là quá lỗ. Không lỗ. QE, đúp E và EE giải quyết bãi chim nhanh, sau đó thì đứng cam ở khu bãi chim để bắt bớ một thành viên đi lạc. Với gần này AP thì đúng là Faker sẽ trở thành một con hôi assassin. Ray đang đi quá cao so với một con Ray không có tốc biến. Faker kích tốc lao lên và đứng bên phía bên này tường để trưởng một cú chiêu cuối sang. Liệu rằng Ray có phản xạ kịp hay không? Faker đang chờ Lee Sin lên QW nhưng mà không trúng rồi. Ray quyết định giật ngược trở lại. Lee Sin hộ thể và có dịch chuyển tới từ vị trí của Ragaz để cover. Lee Sin đứng kế bên cú dịch chuyển và Lee Sin mất máu cũng là tương đối nhiều. Đá nội đồng cước hai người. Faker đẩy chiêu cuối trúng Ray. Ray sẽ bị giữ chân lại và QW đến từ Faker dứt điểm thành công người chơi đi rừng của đối phương. Lee Sin vẫn sống với một chấm máu. Lee Sin lao vào có phía đến từ Faker và QQ đến từ Faker hạ gục ngay lập tức đứng giữa đối phương, giúp cho Lee Sin sống sót với một tình huống tưởng chừng như Lee Sin sẽ chết khi đứng kế bên cú dịch chuyển như vậy, nhưng không. Faker và Lee Sin đã có một tình huống xử lý cá nhân rất đột biến và giúp cho các thành viên phía của team Faker lúc này đã có được 3 mạng hạ gục. Và thực sự là lượng sát thương tới từ con huê này lúc này nó đã quá sức kiểm soát đối với phía team 2. Xin nhắc lại tại thời điểm này đội hình phía team 2 vẫn chưa có bất kỳ một manh kháng phép nào luôn các bạn. Này bảo sao Faker không gánh team luôn. Lên đồ thế này là rất không tôn trọng lượng sát thương tới từ con huê này anh em nhé. Sivir vẫn không có định lấy kháng phép rồi. Rakan RW nhưng mà đó là pha tốc biến chói ngược trở lại đến từ Closer. Sát thương đến từ Sivir và trụ là không đủ. Mega đã có tại khu cánh trên. Cánh giữa Faker đang bắt đầu dìu lính vào. Baron Boop cũng không còn nhiều thời gian nữa nhưng nó có lẽ sẽ là đủ để Faker cùng với đồng đội ăn 2 Mega. Closer khóa trúng Ray bắt đầu lao lên. Cầu vòng tối thượng sát thương không được nhiều lắm. Faker có một pha dồn sát thương và Closer chết luôn. Một pha dồn sát thương ở cự ly cực kỳ xa đến từ Faker và Closer đã bị dính những cú QW từ xa đến từ Faker dứt điểm. Đây là một pha đứng gồng cầu vòng tối thượng và sau đó thì đi luôn. Azir cố gắng lao lên với tốc biến phân chia thiên hạ. Faker bị đẩy về. Faker có thể bị shutdown 1.000 tiền đấy nha. Faker yếu. Faker nằm xuống shutdown 1.000 tiền dành cho Ragaz. Faker nằm nhưng đội giao tranh được hay không? Jack tốc biến ra sau tiếng E đến từ vị trí của Ragaz. Jack lao vào nhưng Sivir vẫn còn lá chắn phép và Sivir cùng với Ragaz vẫn có thể xử lý được thêm một mạng nữa. Pha này thì Azir đã xử lý phân chia thiên hạ đủ hay để lấy mạng của Faker và khi Faker nằm xuống thì kéo theo đó là một tiếng giao tranh thua đến từ phía của team 1. Tuy nhiên thì hậu quả để lại nó cũng chưa đến mức quá nặng nề. Đó tình huống mà mất 1.000 tiền vào tay một thành viên đối phương. Cùng với đó có thể là một con rồng nguyên tố, nhưng mà con rồng nguyên tố này thì để xem là team Faker có di chuyển ra kịp hay không. Có thể sẽ là không kịp anh em ạ. Vì rồng xuất hiện đúng cái thời điểm Faker xuống bảng thì cũng không có dịch chuyển. Nhưng Faker đã hoàn thành đồ cuối với mũ phù thủy rồi. Mũ phù thủy ở món trang bị cuối cùng và vừa mất đi 10 số sách chơi mề ra thì có lại 2 số. Từ điểm hỗ trợ. Lucian lướt lên những tay quá ngắn để tác động vào người của Sivir. Cùng xem với mũ phù thủy cùng với 17 số sách thì Faker đang có bao nhiêu AP nào. Rồng này mà đối phương đánh nhanh là cũng có thể hơi căng nha.
Faker bắt đầu đi bộ trở ra với một con Huey 849 AP. Đợt lính khu đường trên đang là đợt lính cực kỳ thuận lợi và với 2 TP này thì có thể di chuyển end game được. Nếu đối phương có định giao tranh, đối phương cũng ăn rồng sau đó rút lui với cái thế lính quá xấu ở khu vực cánh trên bản đồ. Còn với sự trở lại đến từ Faker cùng với Jack thì nó sẽ là đợt đẩy thẳng để ăn Mega Mid. Di chuyển của Jack sẵn sàng nha. 4 người còn lại tràn thẳng và ăn Mega Mid thôi. Đối phương thì lúc này đang thiếu đi khá là nhiều tốc biến. Không có bất kỳ một cái tốc biến nào cả. Trong khi đó thì đội hình team Faker đang có 3 cái tốc biến rất là quan trọng tới từ Faker, Lucian cùng với Rakan. Mà Closer bây giờ ăn những tình huống E từ xa xong rồi quy đúp dứt điểm là chết đấy nhá. Bây giờ dính E chắc chắn là chết luôn các bạn. Vì không có thanh tẩy, không có Mikael, không có gì cả ấy. Dính một cái CC là cái lượng sát thương W của Faker nó rất là lớn. Lee Sin tốc biến đá nhưng đá vào cái khiên của Sivir không vấn đề gì cả. Vẫn là đủ sát thương mà thôi. Faker chiêu cuối trúng. Ray rất yếu. Ray bị nổ chiêu cuối. Và Ray vẫn sống với một chấm máu. Quy đứt từ xa đến từ Faker không trúng rồi. Closer vẫn có thể rút về được. Và sau đó thì Ragaz đang cố gắng trả đam. Pha lao vào với phần trên thiên hạ đến từ vị trí của Azir để được Faker cùng với Rakan về. Rakan là người tanh trụ, sau đó E ra rất nhanh, còn Azir bị kẹt lại và lấy bản đếm số rồi. Lee Sin hộ thể ra với một chấm máu. Sau đó Rakan tiếp tục tanh trụ. Sự xuất hiện đến từ Ray, thanh trừng khá đau. Ray yếu máu, Ray bị phản công làm choáng và lấy bản đếm số ngay lập tức. Faker tiếp tục có những tình huống đứng từ xa để chưởng QW. QW giúp Faker có thêm hạng mục thứ hai trong tình huống giao tranh này, double kill cho Faker. Và đây có lẽ sẽ là đợt đẩy để kết thúc ván đấu luôn rồi. Faker dịch chuyển lên đợt lính khu đứng trên tìm kiếm Ragaz, tiếp tục quy đứt từ xa nhưng quy đứt trượt, lách quy đối phương và tiếp tục lao lên với tình huống măm me ý định Fear. Đẩy một cú quy quy trúng, đẩy phía trúng qua QW. Nhưng đối phương E chạy được cho tình huống này. QW từ xa đến Faker vẫn trúng và sát thương là đủ. Mang hạng mục thứ 15 dành cho Huey của Faker. Và đã có cho mình 864 AP với 25 số sách trường mề dài. Ván này bởi vì đội hình đối phương không tôn trọng lượng sát thương, còn Huey này không lên bất kỳ một tí kháng phép nào. Thế nên Faker cũng không cần phải lên hư vô. Đóng full AP và cứ thế xả sát thương với 900 AP. Cùng xem lượng sát thương cuối game một tí anh em nhé. Ok, lượng sát thương cuối game cho anh em. Sivir khởi đầu rất xanh, có nhiều mạng nhưng không lấy kháng phép. 40.000 sát thương, 4.800. Huey của Faker khởi đầu farm chiêu chiêu 10 phút đầu với Azir không làm gì nhiều cả. Nhưng mà khi có cái Luden bắt đầu đi PK, bắt đầu có mạng, mua sách trời mề dai, bắt đầu đứng từ xa trưởng skill và nó là 49.108 sát thương tới từ Faker sau 35 phút 41 giây. Lượng sát thương rất lớn đến từ Huey của Faker. Nó gần như là khoảng chừng 10 phút đầu gây được rất ít sát thương luôn anh em nhé. Gây sát thương đa phần là 25 phút sau thôi. Nhưng sát thương là rất khủng với điều kiện là đội hình đối phương không lên kháng phép. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi một giao án của Faker. Cuối cùng cũng đã có một giao án Huey trong tay của Quỷ Vương rồi ha. Hẹn gặp lại anh em vào những giao án khác và đừng quên để lại những lượt like và subscribe để ủng hộ channel YouTube của Văn Tùng anh em nhé. Bye bye.